ok hello chào mừng quý anh chị đã đến với kênh itp club channel đến với video phân tích cổ phiếu tiềm năng cụ thể là nhóm ngành dầu khí anh chị nhé và uh, trước khi đến với chương trình uh, cụ thể như là video phân tích cổ phiếu tiềm năng của em xuân thủy thì em xuân thủy xin được chúc quý anh chị mình có một buổi tối tràn đầy niềm vui niềm hạnh phúc bên gia đình và nhiều sức khỏe cũng như thông qua video nhận định thị trường uh, và phân tích cổ phiếu của em thì anh chị em mình sẽ có thêm những góc nhìn về thị trường và có thêm những góc nhìn về à, những mã cổ phiếu cụ thể là nhóm dầu khí và có thêm những chiến lược phù hợp để tham gia đầu tư cùng với những mã cổ phiếu tiềm năng trong thời gian tới anh chị nhé. Và anh chị em mình thấy video của em hữu ích thì à, hãy à, cho em những trái tim màu tím, những lượt like ở phần bình luận anh chị nhé và một nút đăng ký kênh. Đó rồi ok. À, sau đây và cũng không để quý anh chị mình chờ lâu nữa và cũng như cái tiêu đề trên màn hình đó là à, phân tích cổ phiếu tiềm năng là đủ cụ thể đó là nhóm dầu khí thì trong ngày hôm nay trước khi đi vào phân tích nhóm dầu khí thì em xong thị sẽ điểm qua về thị trường một chút anh chị nhé cụ thể đó là Việt Nam Index với cái một phiên đóng nến đó ngày hôm nay thì Việt Nam Index đóng nến là cái bốc là 1287,04 thì với cái sự trở lại tích cực của Việt Nam Index đó một cái phiên phục hồi đúng không ạ sau cái phiên ngày hôm qua anh chị nhé phục hồi lại những cái điểm số mà ngày hôm qua Việt Nam Index bị giảm thì ngày hôm nay đó là cái sự phục hồi rất là tốt và với cái sự phục hồi này trong khung đồ thị daily thì như quý anh chị có thể nhận ra rằng là Việt Nam Index vẫn đang trong cái sự tích cực đó tăng điểm. Thế còn trong khung đồ thị tuần anh chị nhá. Thì cho thấy rằng Việt Nam Index vẫn là luôn luôn có những cái tuần là tăng điểm đi lên rất là đều đúng không ạ? Chưa có một cái dấu hiệu gì gọi là 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 ảnh hưởng là đi xuống ở đây cả. Và trong khung đồ thị tháng cũng vậy đó sang ngày tháng 3 à xin lỗi sang đầu tháng 4 này anh chị nhé bắt đầu lại tiếp tục có một sự tích cực nữa đúng không ạ và như em xuân thủy cũng đã nhận định là nếu như thị trường trong tháng 4 này vượt qua được cái mốc một nghìn cụ thể là một nghìn thì một sự tích cực rất lớn nữa sẽ đến những trong những tháng sau anh chị nhé rồi ok à, sau phiên giao dịch ngày hôm nay thì thị trường đã trở lại sự tích cực rồi và sự tích cực này ngày hôm nay biểu hiện rõ nhất đó là thì đến từ nhóm dầu khí anh chị nhé vậy thì trước khi đi về những cái mã cổ phiếu viên nhóm dầu khí cụ thể thì em xin tủy sức được điểm qua về nhóm ngành dầu khí anh chị nhé và đây thì trước tiên mời quý chị chúng ta cùng nhìn về nhóm ngành dầu khí trong khung đồ thị daily thì đây là chỉ số của cả nhóm dầu khí anh chị nhé ngày hôm nay khi mà nhóm dầu khí bắt đầu là cái mốc thấp nhất của phiên giao dịch ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4 năm 2024 ở cái mốc thấp nhất đó là 474,13 thì từ cái mốc thấp nhất này đó uh, nhóm dầu khí đã chạm về cái vùng cân bằng của mình ở trong ngắn hạn thì khi đã về vùng cân bằng anh chị nhá, thì lập tức là nhóm dầu khí này à, nhận được một cái 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 lực cầu rất là mạnh anh nhá, lực cầu rất mạnh đẩy nhóm dầu khí cả nhóm dầu khí này tăng lên cái điểm số cao nhất đó là 495,5 đó. và ở cái điểm số cao này thì nhóm dầu khí cũng là đã là bị một cái sức à, một cái 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 lực bán ra một chút anh chị nhé tuy nhiên rằng là nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái à, cái sự tích cực của nhóm dầu khí bởi vì nhóm dầu khí ngày hôm nay cả nhóm đã cho thấy một cái tín hiệu tăng mạnh đó là số 4 màu tím anh chị nhé mà trừ từ trước đó anh, chị, anh chị có thể để ý rằng là gì ạ Chỉ có số 3 là cao nhất thôi có đúng không ạ rất thời gian rất là lâu rồi đó anh chị có thể nhìn lại cả một quá khứ của cả cái nhóm dầu khí này nhé chỉ có giảm giảm số 4 tím này, giảm số 4 này thôi. xanh này là giảm nhiều nhưng mà đây đấy tính từ cái thời gian cụ thể đó là diện là ngày 15 tháng 9 năm 2023 nhé là từ đó là trở cho đến phiên ngày hôm nay thì cái sự tăng mạnh trở lại này bắt đầu cho thấy là cái nhóm dầu khí mới có tín hiệu trở lại à, có đúng không ạ và đây Mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về khung đồ thị tuần. Đó, trong khung đồ thị tuần anh chị nhá. Trong trong ngắn hạn đó là cũng là khung đồ thị ngày. Đó, cho tín hiệu tăng mạnh, nhưng trong khung đồ thị tuần cả nhóm dầu khí anh chị là cũng cho thấy sự tích cực khi đã vượt lên trên được à cái mây rất là dày đúng không ạ? Mây rất là dày đây. Thế thì trong những tuần sau anh nhé trong những tuần sau khi mà khung đồ thị tuần này cả cái nhóm dầu khí vượt lên được cái đám mây này. Đúng không ạ? Thì trong những tuần sau chắc chắn rằng nhóm dầu khí sẽ quay lại test lại cái 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 hộp cái, cái cái vùng mây mà dầu khí vừa vượt qua cụ thể là cái sắp cái biên mây đó là cái vùng là 487,6 đó là là điểm số của cả cái nhóm tổng tổng quan nhóm dầu khí anh nhé và trong khung đồ thị tháng thì tổng quan của cả nhóm dầu khí anh chị thấy rằng chị vẫn đang rất tích cực có những cái tháng rất tích cực đang đi lên đang phục hồi trở lại cái đỉnh cũ của mình đó và ngày hôm nay cái sự tích cực của cả nhóm này à, thể hiện rất là rõ ràng trước tiên là mời quý anh chị chúng ta cũng đến với nhóm à, mã chứng khoán đó là PVS công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam ngày hôm nay thì với cái mã PVS anh chị nhé có một sự tăng rất là tích cực bởi cái phiên ngày hôm qua cụ thể là cái phiên ngày mùng 1 tháng 4 thì nhóm dầu khí đã có một tín hiệu tăng mạnh nhưng tuy rằng đó là nó lại bị bán khi mà PVS chạm đến cái mốc là 41.1 đó là bị bán trở xuống anh chị anh chị nhé và ngày hôm nay khi à nhóm dầu khí ngày hôm qua đã bị bán đó vào cuối phiên thì ngày hôm nay bắt đầu vào đầu phiên thì Việt nhóm dầu khí cũng quay trở về cái mức khi mà thị trường có sự điều chỉnh vào phiên sáng thì PVS đã quay trở về cái mức là 40.1. Thì từ đó ở cái mức 40.1 này thì PVS lập tức nhận được một lực cầu rất là mạnh. Nó đẩy ngược PVS PVS tăng lên và xuất hiện cái trạng thái tăng mạnh mà trước đó rất là lâu rồi mà PVS chưa có được thì ngày hôm nay với cái sự tăng mạnh mẽ này PVS cho thấy được cái điều gì thì trong khung đồ thị daily hiện tại à, à, kết thúc phiên giao dịch và tính nhiên thời điểm hiện tại thì quý anh chị có thể nhìn nhận đến cái gì ạ hai dao hai kính đang đang hướng lên như thế này thì chứng tỏ rằng một đó là một cái tín hiệu báo hiệu cho PVS đang trong một giai đoạn tăng rất tốt đó và vào phiên ngày mai nữa đó vẫn PVS vẫn còn khả năng tăng điểm anh chị nhé tuy rằng là cái khoảng cách giữa hai kiếm tên can và kijun nó không được uh, hợp bích lại thế nhưng nó cũng là một cái tín hiệu cho thấy PVS đang có một chiều hướng tăng rất mạnh bởi vì cả hai dao găm đó là đang hướng lên cùng với hai kiếm tên can và kijun rồi. Ok và mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về khung đồ thị tuần của PVS thì cái tuần này nó cụ thể ngày hôm nay là phiên giao dịch uh, ngày thứ hai của uh, tuần uh, đầu tiên trong tháng 4 anh chị nhé. Thì PVS là có cây đến tuần cực kỳ là đẹp đó nó vượt hoàn toàn ra được tất cả những cái biến xoáy quay từ ngày trước đến giờ đây cụ thể để em xuân thủy sẽ lấy cái khung đồ thị của quả một thời gian khá dài như vậy thì để quý anh chị mình nhìn vào để có thể sẽ dễ dàng nhận ra rằng cái sự tích cực của pvs nó như thế nào nhé rồi ok và cái tuần này chỉ là mấy phiên giao dịch thứ hai thôi thì pvs cũng đã cho quý anh chị mình là gì ạ thấy một cái tín hiệu tăng rất mạnh trong khung đồ thị tuần đã hiện số 4 trong khung đồ thị ngày, thị ngày cũng hiện số 4 anh chị nhé và tiếp theo là gì trong khung đồ thị tháng cũng hiện số 4 như vậy là gì ạ đã có một tín hiệu break out và trong khung tháng này nhé hôm nay là mùng 2 tháng 4 năm 2024 thì PVS cho một tín hiệu tăng cực kỳ là mạnh trong khung đô thị tháng khung đồ thị tuần này khung đồ thị ngày này như vậy là, là gì ạ một tín hiệu sớm cho thấy rằng PVS rất có thể sẽ chuẩn bị tới đây cho thấy là một cái tín hiệu sớm có thể bước vào sóng vậy thì cái chiến lược tham gia đầu tư của PVS khi đã tăng mạnh là gì? Đó anh chị nhé. Thì đây, trước tiên kính mời quý anh chị chúng ta nhìn về khung đô thị tuần đã, khung đô thị tháng đây, khung đô thị tuần chúng ta lại xem từ nhỏ đến từ lớn đến nhỏ anh chị nhé. Thì, thì trong khung đô thị tuần thì cái trạng thái khách sạn của Ishimoku sẽ xuất hiện à, sau tầm à, 6 tuần nữa anh chị nhé, 6 tuần nữa mới xuất hiện. Vậy thì bây giờ tín hiệu tăng mạnh như này và trong khung đô thị tuần. Đó, trong khung đô thị tuần hai kiếm tên can và kijun đang hợp bích đúng không ạ hợp bích và hai sao hai sao găm cũng đang hướng lên như thế này thì với cái trạng thái hợp bích anh chị nhé hợp bích hiện tại bây giờ của PVS thì có nghĩa rằng là gì cái tuần này và trong tuần sau cụ thể nhất là trong tuần này thì PVS sẽ còn tăng mạnh nữa đó anh chị nhá, sẽ còn tăng mạnh nữa đó và ok mời quý chị chúng ta cùng nhìn về khung đồ thị ngày thì với cái trạng thái bây giờ, hiện tại bây giờ hai sao kiếm đang, đang hướng lên cùng với tenkan và kijun cụ thể là đang hướng uh, uh, hướng lên như vậy mặc dù là khoảng cách này uh, vẫn chưa hợp bích nhưng ngày mai có thể như là với một cái tín hiệu tăng mạnh uh, như ngày hôm nay nữa thì PVS chính thức đã cho thấy là cái tín hiệu vào sóng của mình và khi đó thì hai kiếm tay sẽ trụ lại hợp bích như, như vậy thì sẽ là một cái tín hiệu sớm cho nhóm dầu khí bước vào sóng anh nhé và nếu như quý, quý anh chị quan tâm đầu tư hiện tại và với cả những quý anh chị đang nắm giữ những cái mã cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí cụ thể như là PVS, PVD, PVC, PVB và PLX thì quý anh chị hãy về ngay với zoom của em Sơn Thủy. Đó, để chúng ta làm diện Để sẽ có thể là nhận được tín hiệu sớm nhất khi nhóm dầu khí bước vào sóng anh chị nhé Ok chưa Ok. Và bây giờ mời quý anh chị chúng ta cùng đến với cái một mã cổ cổ phiếu nữa cũng là trong nhóm, nhóm dầu khí đó là PVD. Đó, anh chị thấy không ạ? PVS đã có tín hiệu là tăng mạnh trong ở trong khung ngày, khung tuần và khung tháng rồi. Vậy thì bây mình theo đến PVD. Ok, và PVD mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về khung đồ thị ngày trước. Đây, đó là trong khung đồ thị ngày anh chị nhá, thì ngày hôm nay. PVD lại tiếp tục cho thấy à uh, uh, tiếp tiếp bước của PVS thì PVD cũng tiếp tục trong khung đồ thị ngày là cho thấy tín hiệu tăng rất mạnh khi mà buổi sáng ngày hôm nay chạm về cái vùng đó là 32.3. Đó, 32.3 thì từ đó cái lực cầu cũng đẩy PVD uh, bật ngược tăng trở lại và bứt phá qua khỏi cái biên đó là biên 33.4 là một biên sideways của PVD trong suốt một khoảng thời gian vừa rồi mà PVD chưa vượt qua được mặc dù cũng đã có những cái phiên có tín hiệu tăng mạnh cụ thể như là cái phiên ngày 14 tháng 3, ngày tiếp theo là ngày 15 tháng 3. Đó là hai cái phiên có tín hiệu. Tuy nhiên rằng là cái tín hiệu này chưa đủ mạnh, chưa đủ hấp thụ hết cái lượng hàng mà đã à, níu giữ neo giữ ở cái bốc 33.4, 33.5 ở đây. Đó thì bắt buộc PVD phải quay trở lại biên dưới cái biên dưới này tích lũy và đến ngày hôm nay khi mà cả nhóm ngành dầu khí anh với cái sự tích cực đến mà mạnh mẽ nhất của PVs thì PVD ngày hôm nay cũng đã cho thấy cái sự tích cực của mình rồi và cái tín hiệu tăng mạnh cũng đã là hiện hữu nó rất là rõ rệt và mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về khung đồ thị tuần của PVD thì trong khung đồ thị tuần cũng tương tự như là PVs thì PVD cũng đã cho thấy chúng ta một cái tín hiệu tăng rất mạnh trong khung tuần anh chị nhé giá và đây trong không tuần thì liên tục những đã có những hai tuần à, PVD rung lắc điều chỉnh đúng không ạ rung lắc và điều chỉnh mặc dù sau cái tuần mà cái tín hiệu tăng mạnh là không thành công anh chị nhá là cụ thể cái tuần là ngày à, 15 tháng 3 đó 15 tháng 3 2024 là không thành công lập tức là lên cái mốc trên 33.6 này PVD bị bán rất là mạnh thì bắt buộc PVD lại phải quay lại test lại khoảng thời gian đó xem là cái lực cầu này liệu nó có thực tế hay không nó có đủ mạnh để giúp PVD trong những thời gian tới nó có bứt phá được hay không và tiếp theo một tuần nữa đó là cái tuần trước thì PVD tăng cũng lên được cái mốc là 33.4 sau đó lại tiếp tục lại bị rung à, lắc từ cái mốc là 33 à, xin lỗi 31.6 à, đến 33.4 thì đến cái tuần này khi mà cái sự rung lắc cái sự ta tích lũy đủ chặt rồi đó anh chị ạ à, thì PVD bắt đầu bật tăng hôm nay cho trong tín hiệu khung tuần à, trong khung đôi thị tuần thì PVD cũng đã cho tín hiệu tăng mạnh là số bốn tím này đúng không và đã tăng thành công anh chị nhé đây một cây nến uh, ngày hôm nay uh, đã, một cây nến ngày đã tăng thành công cho thấy cái thành công uh, cái tín hiệu break của pvd trong khung ngày đã thành công rồi và mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn khung độ thị tháng đó thì sang tháng uh, 4 năm 2024 thì cây nến tháng này anh chị cũng thấy không ạ pvd đã chính thức là vượt qua được cái cản trong khung tháng cản giao khung tháng ở cái mốc là 31.76 đó rất tích cực rồi và quý anh chị nào mà đã mua Đầu tư và đang nắm giữ PVD Ở quanh vùng 31.8 cho đến 32 Anh chị nhé Thì hoàn toàn là có thể nắm giữ dài hạn được Ok chưa ạ Và Một cái mã cổ phiếu nữa Anh chị nhé Đó là đến từ Vẫn ở nhóm ngành Ngành dầu khí Thì đó là PVB Công ty cổ phần Bọc ống dầu khí Việt Nam Đó Anh chị nhé Thì đối với Hai cái mã Tín hiệu mạnh như là PVS PVD Và bây giờ là PVB Anh chị nhé Đó thì ngày hôm nay PPP đã tiếp tục cho thấy cái sự tích cực của mình sau cái phiên ngày hôm qua. Đó anh nhé. Cái phiên trước đó nữa là ngày 27 tháng 3 thì PPP tăng cũng khá mạnh. Tuy nhiên rằng là khi chạm đến cái mốc ở 25 thì PPP bị bán khá mạnh cho nên chưa cái tín hiệu này chưa thành công và quay về tích lũy. Tích lũy tiếp tục đi ngang anh chị nhé Và đến phiên ngày hôm qua thì PVB trở lại đúng không ạ? Trở lại cho thấy một tín hiệu tăng mạnh nhưng lại tiếp tục bị bán là cái mốc đó là gì ạ? ở cái bốc 25.3 là bị bán rất mạnh cho nên là lại là một cái tín hiệu tăng mạnh chưa thành công và đến ngày hôm nay khi liên tục những cái phiên là là test cung anh chị nhé thành công như vậy đúng không ạ test cái lực cung thành công như vậy thì ngày hôm nay PV bứt phá một cây nến không có dâu nến có nghĩa là gì ạ sức mạnh cực kỳ là 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 đáng chú ý anh chị nhé và cái tín hiệu này hoàn toàn là là đáng tin cậy khi mà đã tăng một có một cái phiên tăng rất là dứt khoát và mời quý anh chị À, nhìn à, uh, mắc cổ phiếu PVB trong khung đồ thị tuần thì tuần này mới chỉ là được có hai phiên thôi anh chị nhắc phiên ngày hôm nay là thứ ba ngày hôm qua là đầu tuần ngày hôm nay là phiên thứ hai trong một trong tuần thì PVB cũng đã tiếp tục cho thấy cái tín hiệu số 3 tăng rất mạnh và nhìn cái cây nến này anh chị cũng thể nhận ra rằng là gì ạ nó hoàn toàn khác biệt với những cái cây nến của những tuần trước và cái tín hiệu này cho thấy PVB một lực cầu vào khá là tốt anh chị nhé và trong khung đồ thị tháng đây thì hiện tại cái cản rau găm ở trên đầu PVB nó nằm ở cái mốc là 29.58 hiện tại bây giờ mốc đồng lên 26.3 và nếu như quý anh chị nào mà đang nắm giữ PVB thì cái mốc 29.5 đó lại là cái mốc mà quý anh chị chúng ta có thể canh chốt lãi PVB nhé và cái nếu như trong thời gian tới PVB tiếp tục tăng điểm và à, sẽ có một cái sự bứt phá đột, đột phá bứt phá qua được cái mốc điểm cụ thể là trái 29.5 và đồng đến thành công thì PVB chính thức đã cho chúng ta thấy là vào sóng anh chị nhé và cái chiến lược đánh những bắt những cái mã cổ phiếu cụ thể những nhóm dầu khí nếu như tới đây có tín hiệu vào sóng thì mời quý anh chị hãy về với zoom uh, cộng đồng zoom của em Sơn Thủy anh chị nhé bằng cách là quý anh chị click vào cái đường link trong phần bình luận và từ đó hoặc quý anh chị mình uh, mở app Zalo lên và uh, quét mã qr trên màn hình là từ đó quý anh chị mình sẽ được đưa về cái zoom của em Sơn Thủy và em Sơn Thủy cũng sẽ có những cái nhận định phân tích cụ thể về những mã cổ phiếu về thị trường cho quý anh chị mình nắm bắt rõ hơn anh chị nhá và ok kính mời quý anh chị chúng ta cùng đến một cái mã cổ phiếu nữa cũng thuộc bên nhóm dầu khí đó là PVT đó. Công tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí mặc dù như là cái mã cổ phiếu này nó chỉ làm cái công công tác đó là vận chuyển dầu khí thôi chứ không phải là sản xuất dầu khí như những cái mã khác anh chị nhé thế tuy nhiên rằng với cái nhóm dầu khí với cái sự phát triển mạnh mẽ với cái của dầu khí thì bắt buộc là cái nhóm vận vận tải này cái nhóm vận chuyển này thứ đương nhiên nó cũng phải là tăng theo bởi cái cái nhu cầu vận chuyển có đúng không ạ vận chuyển có nghĩa là và chở dầu đến và chở dầu đi đó chở dầu thô đến và đương nhiên là cũng sẽ là chở cái khi, khi những cái 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 xăng dầu khi mà cái để vận chuyển đến cái mà thị trường tiêu thụ có đúng không ạ thì đương nhiên là cái câu tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí này nó cũng sẽ tăng mặc dù như là cái tín hiệu đây nó chỉ là số 3 thôi nhưng mà cái cây nến này anh chị nhé nó không có dầu đến có nghĩa rằng là gì ạ? sau một khoảng thời gian đây ạ à, thời gian trong thời gian ngắn vừa rồi đây anh chị nhé thì pvt nó sau một cái cây tăng à, cây tăng cũng tương tự như ngày hôm nay cây tăng đó là có phiên ngày 14 tháng 3 đó thì nó lại có một cái phiên tăng tiếp tục đến cái bốc đó là à, 29.4 đúng không ạ lập tức bị bán thì từ đó là PVT anh chị nhắc liên tục là đi ngang sideways tích lũy ở à, trong cái biên này cái biên thấp đó là 28.2 cho đến 29.3 29.4 đó đúng không ạ thì, thì trong đến phiên ngày hôm này thì PVT với cái sự tích cực của nhóm dầu khí thì PVT của nó cũng cho thấy cái tín hiệu tích cực của mình khi vượt qua được cái biên nó là 29.4 vậy thì trong những phiên sau khi PVT nó đã với việc vượt qua được cái biên nó là 29.4 rồi có nghĩa rằng là gì ạ hiện tại PVT nó đang nằm bên trên vùng cân bằng của nó thì chắc chắn rằng trong những phiên tới quý anh chị mình muốn tham gia cái đầu tư cái mã PVT thì hãy chờ nó test lại cái biên ít nhất là phải quay test được cái biên nó là 29.4 thì đó nó mới là cái tín hiệu quý anh chị mình tham gia đầu tư mã PVT phù hợp ở vùng an toàn hoặc hơn nữa đó là gì đó là cái vùng 28.929 anh chị nhé Thì đó là cái vùng cân bằng của PPT Đó, thì là một cái điểm tham gia phù hợp, an toàn. Và mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về khung đồ thị tuần của mã PVT. Thì trong khung đồ thị tuần, ngày hôm nay đó là phiên thứ hai của một tuần giao dịch mới đầu tháng 4 thì PVT nó cho thấy một cái, cái cây nến tuần đã bứt phá ra được cái biên mà trước đó là PVT chưa vượt qua được. Cụ thể đó là cái mốc 29.4 anh chị nhé Đó là cái phiên à, ngày hôm nay là trong khung đồ thị thuần là PVT cho thấy sự tích cực của mình rồi Và với nếu như với sự tích cực này Thì những cái tuần tiếp theo PVT khi đã test lại thành công được cái mốc đó là 29.4, 29.5 Thì đương nhiên PVT sẽ tiến về cái mốc cao hơn Đó là 30.3 Hoặc cao hơn nữa đó là 30.8 anh chị nhé Rồi ok Và trong khung đồ thị tháng thì như anh chị thấy có gì ạ Sang tháng tư này Với cái sự tích cực của nhóm dầu khí cụ thể Như là bản thân của PVT cũng vậy Thì với những cái tháng trước đã tăng À, rất là tốt đúng không ạ và vượt qua được cái đỉnh cũ của mình đó là cái tháng 10 năm 23 và tháng 9 năm 23 thì đương nhiên rằng khi vượt qua đỉnh cũ thành công rồi anh chị ạ thì PVT sẽ tiếp tục ở cái, cái 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 mốc đóng lên thành công này bứt phá lên thôi có một chút là test lại đúng không ạ test lại cái đỉnh cũ đây nhé đây đúng không thế ạ thì đương nhiên là PVT sẽ bật tăng thôi và đây cái đỉnh cũ à, vào cái tháng 3 năm 2022 anh chị nhé mà PPT cứ chỉ có chạm tới thôi chưa đồng ý thành công thì sang cái tháng tư này là PVT tính đến thời điểm hiện tại đã đong đến thành công. Như vậy là PVT đang cho thấy một cái sự tăng tỷ trưởng rất là tốt của mình có đúng không ạ? Đó. Và cái mốc cao điểm đỉnh lịch sử của PVT nhé, nó nằm ở cái mốc 31.4. Đó, và PVT đang có xu hướng trở về một lần nữa chạm cái mốc đỉnh lịch sử của mình đúng không ạ? Rất tích cực và tiếp theo mời quý anh chị chúng ta cùng cùng đến với một cái mã cổ phiếu cũng thuộc nhóm dầu khí nữa đúng không ạ? Đó là PVC anh chị nhé. tổng công ty hóa chất và dịch vụ dầu khí PVC. Thế thì ngày hôm nay cũng như những cái mã cổ phiếu khác trong nhóm dầu khí thì PVC cũng đã cho thấy một cái tín hiệu tăng rất tích cực mà mặc dù những phiên trước gần đấy anh chị có tìm thấy không ạ? Phiên trước. Đó. Tăng rất là kém. Đó cái hình thái cây nến doji liên tục doji star rồi hàng nghìn liên tục như vậy và thậm chí rằng là gì ạ? Nó còn rất là 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 eo uột đúng không ạ? Thế ngày hôm nay với cái sự tăng trưởng của nhóm dầu khí thì PVC cũng đã cho thấy sự tăng tích cực của mình tích cực của mình khi bứt phá từ <laughs> mốc điểm 14.7 vượt qua được cái cản rau găm tiến thẳng về cái mốc 15.6 anh chị nhé đó cái mức bứt phá rất là tốt thì hiện tại bây giờ trong những phiên sau thì PVC có thể như là sẽ quay lại về test về cái vùng à, vùng rau găm của mình mới vượt qua đó là 14.85 và nếu như mà về quanh vùng này cụ thể như là vùng về 15 thôi anh chị nhé 15 hoặc dưới 15 là khi đó là là cái vùng giá an toàn và phù hợp để quý anh chị tham gia đầu tư cái mã PVC này rồi và mời quý anh chị nhìn về khung đồ thị tháng đó đồ thị à xin lỗi khung đồ thị tuần anh chị nhé và nếu như PVC quay về test lại thành công cái vùng 10, uh, bên dưới 15 là cái vùng anh chị tham gia đầu tư cái mã PVC này thì cái điểm chốt lãi trong ngắn hạn của PVC nó nằm cái vùng 15.88 anh chị nhé 15.8 thì quý anh chị chốt lãi rồi bởi vì đó là cái vùng cản giao găm của PVC trong uh, trong khung tuần thì quý anh chị hãy uh, tham gia được uh, canh chốt lãi vùng đó để khi mà quý anh chị đầu tư cái mã PVC quanh cái hỗ trợ giao găm ở trong ngắn hạn nhé thì về quanh vùng giao găm ở trong khu tuần quý anh chị canh chốt lãi thì cũng được cái lợi nhuận đó là hơn 6% ok chưa ạ và mời quý anh chị cùng nhìn về PVC trong khung đồ thị tháng thì liên tục là những cái tháng đi ngang đó như quý anh chị sẽ thấy không ạ tháng à, từ tính từ cái tháng 12 năm 2023 cho đến tháng 1, tháng 2, tháng 3. Và đến tháng này thì PVC nó mới có cái sự vượt qua được những cái uh, mốc mà trước đó những tháng mà trước đó mà PVC chỉ có chặn tới thôi. Đó. Thì với cái tháng này đây anh chị nhá, với cái sự nước bắt đầu chặn vào cái biên mây đây rồi, có đúng không ạ? Mà PPC uh, tiếp theo những cái tháng sau mà tiếp tục bám theo cái triển mây thì đương nhiên rằng PVC sẽ tiến về cái mốc tiếp theo, đó là cái mốc 16.6, 16.7 và có thể là tiếp cận về cái mốc mà đỉnh cũ khi mà PVC tạm chạm tới đó là 18.1 anh chị nhé. Ok, tiếp theo mời quý anh chị nữa. À, chúng ta cùng đến với à, một cái mã cổ phiếu cũng trong nhóm dầu khí nữa đó là PLC. Đó. Tổng công ty hóa dầu Petrolimex anh chị nhé. Thì ngày hôm nay với cái sự tích cực của nhóm dầu khí thì à, mã PLC cũng cho thấy một cái tín hiệu tăng mạnh sau những cái phiên điều chỉnh đi ngang đúng không ạ? Tăng mạnh vào cái phiên đây ngày 22 tháng 3. Tiếp tục có một tín hiệu tăng mạnh vào 25 tháng 3. Tuy nhiên là khi mà PLC tăng lên về cái mức 35.5 thì bị bán rất mạnh, Cậu thậm chí cả phiên sau cũng vậy nhá. Thì bắt buộc là PLC là phải quay về tích lũy. Tích lũy đi ngang và đến ngày hôm nay bắt đầu từ cái mốc đó là 34 trở lên thì PLC lại một lần nữa tiếp cận về cái vùng đỉnh cũ đó là 35.5, 35.6 thì PLC ở cái điểm này lại bị bán ra. Tuy nhiên cái tỷ trọng bán ra không nhiều như lần trước nữa và PLC ngày hôm nay đóng đến thành công ở cái mốc là 35.2 có nghĩa là bên bên trên cái mốc của 35 đúng không mà trước đó là PLC đã không thành công đóng đến thì có nghĩa là gì ạ à? với cái tín hiệu à, bật tăng mạnh này và đóng đến thành công ở cái mốc là trên 35 thì PLC trong những phiên tới anh chị nhé là có sự tích cực rất lớn đây mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về công thủ tỷ tuần bởi vì PLC chạm đến cái mốc ngày hôm nay là 35.6 đó chúng là là chạm vào cái biên mây thì với cái sự là cản ở mây bên trên anh chị nhá. Thì vào những cái phiên tuần sau, cụ thể là tuần này hoặc là tuần tới thì khi tiếp cận về những cái vùng là eo mây mỏng như thế này rồi thì PLC đương nhiên là khả năng vượt qua, xuyên phá qua đây rất là dễ và có thể vượt lên được hơn cả 35.6 thậm chí là về cái đỉnh cũ là 37 anh chị nhá. Ok chưa ạ? Đó, và trong khung độ thị tháng thì mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn xem PLC với cái tháng 4 này với cái sự nâng đỡ ở mây bên dưới đó, cũng như là cái mã này em Xuân Thủy cũng đã là phân tích từ trước rồi cái có một quý anh chị đó là muốn à, à, em nhận định về cái mã PLC đó thì em nhận định là nếu sang tháng tư này PLC chỉ cần đi ngang thôi anh em với cái mốc đóng, mốc à, đóng đến của tháng trước đó là 34.3 đó thì đi ngang thôi thì đương nhiên là PLC vẫn có cái sự tích cực của mình bởi vì được sự nâng đỡ của mình anh nhỉ và tháng sau PLC với cái cái đỉnh bay à, hướng lên một chút như này thì cái mốc thấp nhất của PLC trong tháng sau nó sẽ là cái mốc đó là ba cao hơn cái mốc thấp nhất bây giờ đó là 34.5 đó và hiện tại bây giờ với cái sự tích cực của mình thì PLC đã đóng đến thành công cái mốc là 35.2 đúng không ạ? 35.2 rồi thì tiếp tục là có một cái tháng này thành công nữa và trong đoạn, uh, trong khung đồ thị dài hạn là khung đồ thị tháng thì PLC đang tiến dần về mốc đó là 36.5 anh chị nhé và một cái đỉnh uh, cao hơn nữa đó đã đóng đến thành công là 39.5 thậm chí là uh, đã chặn tới đó là 41.5 anh chị nhé rồi ok và mời quý anh chị chúng ta cùng đến một cái mã cổ phiếu cũng thuộc nhóm ngành dầu khí nữa mà cái mã này nó lại nằm trong cái nhóm VN30 đó là PLX anh chị nhé. Đó, tập đoàn xăng dầu Việt Nam PLX thì cả nhóm dầu khí thì không thể nào mà chúng ta không bỏ qua được cái mã PLX này anh chị nhé. Nó nằm trong rổ VN30 và tập đoàn xăng dầu Việt Nam. Thế thì những cái mã trong rổ VN30 thì quý chị cứ nhìn thấy bước đi của nó không ạ? Đây ạ. Đó, nó có những bước đi. Đó, anh chị nhé. Đó, đó là với mã PLX nhé. Đó, đúng không ạ? Thế thì các mã PLX này này anh chị này, nó cũng có một cái, bước đi tương tự như là thép hỏa phát đúng không ạ đây nhá nó không phải là là không tăng anh nhé đây nó đang tăng đây có đúng không ạ đó nó đang tăng nhá nó vẫn tăng trong ngắn hạn là vẫn tăng, là tăng là sideways up anh nhé sideways up này đó có đúng không ạ đó đi lên nhá đấy thế thì đây trong cái khung đồ thị này đúng không ạ cái mẫu hình cờ đôi nhau anh chị nhé chỉ còn vài phiên nữa thôi nếu PLX vẫn giữ được cái vùng đó là nằm trong cái cái góc tam giác như vậy thì PLX trong phiên tới chắc chắn là nó có sẽ có sự break có sẽ sự biến động và tăng mạnh và hiện tại bây giờ với cái mốc đồng nến của PLX hiện tại hôm nay ngày hôm nay là 37.9 thì cái sự tích cực bắt đầu là trở lại khi mà PLX chạm về cái biên dưới và rút chân anh cái biên dưới PLX ở đây là cái vùng giá là 37.3 đúng không là chính là cái vùng cân bằng thì đương nhiên là PLX khi về vùng cân bằng nó đã lấy được cân bằng của nó rồi đúng không ạ thì nó đã trở về biên trên biên trên nó là gì 38.5 đó thì quý anh chị đang nắm giữ với lấy thì có thể là canh về cái biên trên này chốt lãi và với cái lợi nhuận đó là gì ạ là 3% phần thế tuy nhiên là bây lấy chỉ về bên, về biên trên mà nếu như bây lấy trong thời gian tới nó vượt qua được cái mốc đó là 38.5 anh chị nhé thì đương nhiên rằng là có một sự tích cực rồi khi nó bứt phá ra được cái biên trong khoảng thời gian trước nó đã chưa vượt qua được đúng không ạ đây này vượt qua đã bị bán đúng không ạ rất nhiều phiên chưa vượt qua được và mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về khung đồ thị tuần anh chị nhé trong khung đồ thị tuần đây thì nó cũng giống như là cái mã cổ phiếu là PLC anh chị nhé Đây thì à, PLX này nó đã có những cái tuần trước vượt qua được Xuyên phá qua được cái vùng mây Tuy nhiên rằng là diện nó lại à, chưa thành công Và đến sang cái tuần này thì tiếp tục nó chuẩn bị có cái tín hiệu là bứt khóa vượt qua mây rồi Thì bắt đầu tiếp cận về những cái vùng mây mỏng như vậy Thì PLX hoàn toàn có thể là xuyên phá cũng dễ dàng đúng không ạ đó Thế mà khi mà vượt qua được cái mây anh chị nhé Thì PLX khả năng sẽ tiến về cái vùng cao hơn đó là 39.1 thì hiện tại PLX đang trở lại sự tích cực của mình rồi mặc dù là cái mã này nó không được tích cực bằng như là PVS, PVD và PVB thậm chí là PVT nữa anh chị nhé và đó là những mà phân tích những cái mã cổ phiếu cụ thể là tất cả một cái nhóm ngành dầu khí thì đây em sẽ tuyển sự điểm qua một lần nữa đó là cái à, điểm số cụ thể của nhóm ngành dầu khí đó đây anh chị nhé rồi trong à, trong ngắn hạn anh chị thấy không ạ trong khung đồ thị này dầu khí này đó anh chị thấy không ạ tăng rất là đều nhá sideway up nhá tăng rất đều luôn nhá đấy là đây là chỉ số điểm số của cả một nhóm dầu khí anh nhỉ nhá quá là tuyệt vời Ủa đúng không ạ rất là đẹp vậy cái tín hiệu cái tín hiệu là khi mà cái có một cái xu hướng tốt của cái nhóm dầu khí như vậy và cái tín hiệu nó lại đồng đều đến từ uh, lan tỏa ra đồng đều các nhóm à, các mã của nhóm dầu khí thì đương nhiên rằng Thời gian tới đây cái nhóm dầu khí này là một cái tín hiệu Một cái nhóm ngành mà anh chị em nên để mắt tới Và quý anh chị nào muốn quan tâm đầu tư đến nhóm dầu khí anh chị nhé Thì hãy về với Zoom uh, Zalo của em Xuân Thủy Bằng cách là quý anh chị hãy click vào đường link Ở trong phần uh, bình luận hoặc là quý anh chị mình uh, Hãy mở app Zalo lên và quét cái mã QR trên uh, màn hình anh chị nhé Và từ đó thì quý anh chị sẽ được đưa về cái Zoom uh, cộng đồng của em Xuân Thủy Có đúng không ạ? Và... À, vào cái zoom cộng đồng của em xuân thủy anh chị nhá thì quý anh chị mình cũng sẽ được là giao lưu làm quen với rất là nhiều của anh chị trong zoom cộng đồng của em đó với cái kiến thức uh, trading trên thị trường chứng khoán rất là lâu năm và kiến thức uh, nhiều kinh nghiệm của mình thì quý anh chị đó lại là cái môi trường để anh chị mình để uh, giao lưu để học hỏi để trao đổi kinh nghiệm rất là bổ ích để cùng tham gia đầu tư và kiếm lợi nhuận trên thị trường chứng khoán anh chị nhá và cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi video của em xuân thủy uh, quý anh chị thấy video của em thấy hữu ích thì hãy comment những trái tim màu tím ở phần bình luận anh chị nhé và tặng cho em xuân Thủy những lượt like, lượt chia sẻ và nút đăng ký kênh anh chị nhé. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.